Thanh toán nguyện vọng bằng Agribank. Bạn nào thuộc kênh của mình mà dùng Agribank hoặc là người thân các bạn dùng Agribank mà muốn thanh toán hộ cho các bạn thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, các bạn đăng nhập vào tài khoản của anh em nhé, trên máy của bạn. Sau đó, anh em bấm vào phần thanh nguyện vọng. Các bạn bấm sang mục thanh toán, vẫn làm như thế thôi. Sau đó anh em xác nhận thanh toán, chọn vào cái đồng ý. Tiếp theo, các bạn chọn vào Agribank. Anh em bấm thanh toán. Bấm thanh toán xong, bấm ngay vào cho mình là bấm qua thanh toán tài khoản. Anh em bấm vào đây. Sau đó, các bạn dòng đầu tiên là số tài khoản, dòng thứ hai là căn cước công dân của người mà mở tài khoản. Cái thứ ba, anh em nhập tất cả mọi thứ các bạn check cho mình. Đấy, sau rồi các bạn bấm tiếp theo, nó sẽ gửi mã OTP về máy của chủ tài khoản. Anh em nhập mã OTP nó vào, sau các bạn bấm OK là xong. Thế thôi, nó sẽ được như này. Bạn nào trong kênh của mình mà chưa biết, đây là toàn bộ những cái mà các bạn cần biết rồi. Chúc tất cả bạn là học tốt điểm cao. Chúc tất cả bạn là đỗ nguyện vọng 1 theo những gì mà mình vừa hướng dẫn anh em nhá. Chúc anh em thành công các bạn nhá. Hướng dẫn thanh toán nguyện vọng bằng BIDV. Bạn nào trong kênh của mình mà chưa biết thì bây giờ hướng dẫn anh em nhá. Thứ nhất, các bạn vào trang web của bộ, chắc chắn là anh em phải vào đấy rồi. Sau đó thì các bạn bấm vào phần nguyện vọng, anh em chuyển sang phần nút thanh toán. Tiếp theo nữa, các bạn bấm vào xác nhận thanh toán, anh em bấm vào đồng ý. Sau đó các bạn bấm vào chọn BIDV. Theo nó, anh em bấm vào nút thanh toán tiếp theo. Bấm nút thanh toán, nó sẽ hiện ra mã QR code và sau đó các bạn quét cái mã này cho mình nhá. Sau khi mà quét mã xong, anh em bấm thanh toán tiếp ở trên app, các bạn làm một phát là xong luôn. Đây, nó chỉ cần hiện ra xanh xanh như này, xà xong, trừ tài khoản là xong. Đó các bạn nhá. Bạn bè của bạn mà chưa biết cho họ vào đây để họ cũng biết các bạn nhá. Cách thanh toán nguyện vọng bằng TP Bank. Bạn nào trong kênh của mình dùng TP Bank thì hôm nay hướng dẫn anh em nốt cái cuối này. TP Bank anh em nhá. Và bây giờ hướng dẫn anh em luôn. Thứ nhất thì các bạn vào trang web của bộ, chắc chắn là anh em phải vào đấy rồi. Sau đó các bạn bấm vào thanh toán, cái mục gọi là có danh sách đấy, anh em bấm vào mục thanh toán. Tiếp theo các bạn bấm xác nhận thanh toán rồi bấm đồng ý. Sau đó các bạn bấm vào TP Bank, anh em bấm thanh toán tiếp. Tiếp theo nữa, rồi nó hiện ra mã QR, anh em dùng app TP Bank. Anh em quét cái mã đó, quét xong, nhập OTP các thứ, nó hiện ra như này. Thế là ok rồi, đơn giản, dễ dàng và nhanh gọn. Bạn nào trong kênh của mình mà chưa biết, cho họ vào đây để họ cùng biết các bạn nhá. Mong là anh em sẽ thanh toán đúng, đủ và chuẩn. Bạn nào chưa thanh toán thì thanh toán đi nhá. Cách thanh toán nguyện vọng bằng Vietcombank. Anh em nào trong kênh của mình mà muốn dùng tài khoản Vietcombank thì mình sẽ hướng dẫn anh em từng cái một chi tiết cực kỳ luôn. Thứ nhất, anh em vào trang web của bộ nhá. Sau đó thì các bạn bấm vào phần nguyện vọng, anh em bấm vào nút thanh toán, sau đó các bạn xác nhận thanh toán, anh em bấm vào đồng ý. Sau đó các bạn chọn vào Vietcombank. Tiếp theo, phần dòng đầu tiên anh em điền số tài khoản, sau đó là mật khẩu, rồi sau đó anh em nhập mã xác nhận, anh em bấm tiếp. Sau đó nó ra cái phần này thì các bạn bấm vào tôi đồng ý ở cái dòng này, anh em bấm vào đó. Sau đó các bạn bấm tiếp theo, nhập OTP. Thế là xong. Đấy là toàn bộ những gì mà anh em cần làm. Chỉ cần là hiện ra cứ dòng xanh này thôi, anh em sẽ là xong hết rồi. Và bạn bè của bạn mà chưa biết, cho họ vào đây để họ cùng biết các bạn nhá. Thanh toán nguyện vọng bằng VietinBank. Bạn nào trong kênh của mình mà dùng VietinBank thì bây giờ mình hướng dẫn anh em thanh toán từng cái một rất dễ dàng luôn. Thứ nhất, các bạn vẫn vào web của bộ cho mình nhá. Sau đó anh em bấm vào phần thanh toán nguyện vọng. Đấy, vẫn cái nguyện vọng này, bấm vào nút thanh toán. Tiếp theo nữa thì các bạn bấm xác nhận thanh toán, bấm đồng ý. Rồi các bạn chọn VietinBank, bấm sang nút thanh toán. Và tiếp theo nữa anh em bấm cho mình, đó là dòng đầu tiên là số tài khoản, dòng thứ hai căn cước công dân và dòng thứ ba là tên các bạn ở trong cái tài khoản của anh em ấy, nếu hoặc của người thân của các bạn nhé, ở cái tài khoản đó để anh em mà thanh toán hộ. Đấy, được chưa? Ok, cuối cùng là các bạn nhập mã xác nhận. Đó, anh em bấm tiếp, bấm tiếp theo mình. Rồi, bấm tiếp theo, anh em nhập OTP. Đó, cái mã xác nhận đó, nó sẽ gửi về cho người thân nếu của bạn. Nếu mà tài khoản của bạn thì nó sẽ là gửi về cho bạn. Còn người thân nó sẽ gửi về cho người thân. Anh em nhớ nhá. Đó, thế thôi. Anh em tiếp thế, đó xong rồi. Đó, bây giờ nó hiện ra như thế này, anh em hiện ra như thế này là xong. Bạn bè của bạn mà chưa biết, cho họ vào đây để họ cũng biết các bạn nhé. Hướng dẫn thanh toán nguyện vọng bằng Viettel Money. Bạn nào trong kênh của mình mà dùng Viettel Money mà không biết thanh toán như nào, bây giờ hướng dẫn anh em cơ bản đơn giản thôi. Thứ nhất, vẫn vào web của bộ này. Thứ hai, vẫn vào nút thanh toán này. Thứ ba, các bạn chọn cho mình, đó là Viettel Money. Anh em bấm chút thanh toán. Đó, sau rồi nó vào cái chỗ là số điện thoại, anh em nhập mật khẩu, nhập cho mình. Sau đó bấm chọn OTP, anh em bấm tiếp theo. Tiếp theo nữa, sau các bạn bấm Viettel Pay, anh em chọn Viettel Pay, nhập OTP phát nữa. Các bạn đợi nó một lúc, nó load xong, thế nó ra như này là xong rồi. Anh em chỉ cần chuyển hệ thống sang màu xanh, thế là ok. Bạn bè của bạn mà chưa biết, bạn bè của bạn mà dùng cái này thì cho họ vào đây để họ cùng biết các bạn nhá. 26 chắc chắn là bây giờ chốt hết nguyện vọng rồi. Mà các bạn đã biết thanh toán nào chưa? Anh em nào mà trong kênh của mình mà chưa biết thì hôm nay mình chỉ cho anh em một cái cách mà đơn giản, nhanh gọn lẹ và lại ở ít lỗi nữa. Đầu tiên anh em phải nhớ cho mình, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 nó sẽ thanh toán theo từng khu vực, mỗi tỉnh chỉ có 1-2 ngày thôi để tránh trường hợp bị lag. Sau đó thì chúng ta thanh toán. Và thanh toán ở đâu? Thanh toán bằng gì? Momo các bạn nhá. Đây là một cái mà thanh toán cực kỳ nhanh, cực kỳ đơn giản. Anh em chỉ cần vào trong trang web của bộ này, sau đó thì anh em chuyển sang nguyện vọng, các bạn bấm vào nút thanh toán và sau đó anh em chọn đúng vào Momo. Và bây giờ mình hướng dẫn anh em chi tiết luôn.
Thứ nhất là các bạn vào tài khoản của mình, sau đó thì các bạn bấm vào cái danh sách nguyện vọng của anh em check từ trên xuống dưới cho một lượt. Sau đó các bạn bấm thanh toán, anh em xác nhận thanh toán tất cả nguyện vọng của mình. Các bạn bấm xác nhận thanh toán rồi anh em bấm đồng ý, nó chuyển sang phương thức thanh toán, anh em chọn vào cho mình Momo chính xác lần này. Sau đó các bạn bấm vào nút thanh toán bên cạnh luôn. Sau đó các bạn chỉ cần dùng Momo, anh em quét cái đấy thôi, các bạn bấm thanh toán thế là xong rồi. Và nói luôn với anh em, năm nào cũng vậy, Momo có một cái phần quà, phần một cái chương trình, đó là khi mà các bạn thanh toán vào Momo, anh em được tặng phần quà 300k, có một ly nước bất kỳ, anh em mua ly nước là bất kỳ ở cửa hàng tiện lợi, hoặc là các bạn được giảm giá khi mua gói Spotify Premium. Và những bạn nào chưa dùng Momo lần nào thì các bạn nhập Đại học 24, các bạn sẽ được tặng thêm một phần quà 200k. Qua này thì các bạn có thể mua vé xem phim này, vừa là những mã giảm giá của TikTok Shop, nên là anh em thoải mái mà lựa chọn. Tổng giá trị nó lên đến 500 cành, vừa nhanh vừa tiện mà lại có quà. Tội gì mà anh em không dùng, bạn nào trong cổ mình mà chưa biết thì dùng ngay đi các bạn nhá.